Ủa đến sớm vậy? Sớm hả? Ờ em hẹn 8:30 mà sao đến sớm vậy? Tại nhớ em đến sớm. Trời ghê vậy. Ủa Trinh nay em không có đập hộp gì nữa hả? Sắp tới có đập chung với anh Tiệp. Đập chung với anh Tiệp hả? Bây giờ mình làm đập hộp là số nào của em chị cũng coi hết. Ờ thấy không? Thấy chị là fan luôn hả? Fan fan góp phần là view cho em. Rồi. Nhưng mà quan trọng là chị thấy đập hộp bây giờ đã thường rồi. Bữa nào mình làm một cái số đập vô mặt. Đập vô mặt. Đúng rồi. Thì ai đưa mặt cho tôi đập rồi nè? Chị đưa mặt cho em đập. Nhưng với điều kiện phải đập đồ hiệu vô mặt chị. Rồi đập xong mà chị sở hữu luôn đúng không? Rõ ràng trời ơi, chịu lắm ăn xôi. Hôm nay hẹn tôi tới đây làm gì nè? À nói em đợt chị thấy em quảng cáo gì đó. Cái SKKK gì mà à, trắng SK8 trắng da đúng không? Ơi, da đang vậy nên muốn trắng đúng không? Trời ơi Trinh ơi, bỏ chị với em vô giống như là trời ơi mọi người ơi, mọi người nhìn đi. Trời ơi chị em chúng tôi. Trời ơi. Hắc bạch của mọi người. Ê giống như là bây giờ chị với mày ví dụ như là quay một cái gì đó mà bước vô là chị đúng không? Bước vô là chị đen thôi, bước ra là em. Trời ơi à, biến hình biến hình. Biến hình biến hình. Ủa Trinh nghe nó mới chị đang nghĩ gì mà đang rảnh đúng không? Đang rảnh chị không? Xàm quá má ơi. Vậy tôi tới giờ tôi thử cho bà luôn nha. Thử liền tại chỗ cho bà coi. Rõ ràng thử liền. Rồi. Em lấy cái bộ SK8 ở đây chị. Ồ để coi nè. Mọi người comment gì nha. Chị Trinh đẹp quá. Trời ơi. Nói Trinh đẹp là cái điều mà nó thật sự là đúng rồi mọi người. Nói Trinh đẹp là một cái điều quá là dư thừa đúng không? Bốn bước. Ví dụ như mọi người nói Trinh đen quá thì ok. Nhưng mà nói Trinh đẹp quá hoặc là Trinh trắng quá. Tự nhiên Trinh đen quá. Nè 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 có comment nè. Ngồi kế chị Thư chị Trinh trắng bật tông. Đây bây giờ em cho chị bật tông luôn nè. Bật liền tại chỗ luôn. Có bật không? Bật luôn. Nhưng mà thôi chị không thích thử ở đây. Chị thử đâu má? Mình vô chỗ nào riêng tư đó. Chị vậy má? Ai cỡ gái lắm chỗ đó mẹ. Không chị cỡ hết đồ ra sao em thử với chị. Mua sắm á, dạo này bị đổi gu hả? Đổi gu hả? Tôi thấy gái đẹp như em là chị xiên sao? Ok, nhưng mà nó có bị cái này nó có bị dễ bị dị ứng không? Không. Thích ứng không? Bao sân luôn. Da chị á nhiều khi nó bị dễ bị dị ứng á. Không. Nhưng ví dụ cái này lên ra đi ăn nắng được không? Chứ ta đi quay mà. Được, có chất chống nắng mà. Cái số 3 là có chất chống nắng luôn á chị. Giờ thử bước đầu tiên cho chị là tẩy da chết nha. Mọi người xem nha. Da chết nè. Tẩy sao ra cho chị trắng bằng em nha. Ê, cái ta đi thử còn đeo nhẫn nữa, má này ngựa ghê á. Ê. À mà biết được. Nói nghe nè. Sao vậy gì? Có nào ngồi chà chà này hồi ra hờm đất luôn. Nè má. Ở giờ dễ sợ chưa? Đây em làm cho. Em ơi cái này là em. Ủa không, chị tắm mỗi ngày chính ơi. Tắm gì mà ra nhiều hồn quá vậy má. Chị tắm của em đâu có nhiều dữ vậy đâu. Không. Trời ơi. Nè quá trời nè. Giúp lại đi nè. Giúp lại đi mọi người. Giúp lại cho mọi người coi nè. Trời ơi bà không tắm 3 ngày mới tắm phải không? Mày bậy quá. Chia ra thì tắm hai lần nhiêu đó thôi. Không đủ cho xin miếng nữa cho bà nè em. Ủa lộn em cái gì như trong này nó có cái chất gì không có chắc gì hết tay bà hờm á bà nội ơi muốn chắc gì trong này không chị ăn ở sạch sẽ nè thấy chưa không mọi người cái này là thật sự là da chết bởi vì sao không tại vì Thư cũng lâu lắm rồi không có tẩy tế bào chết chứ không phải Thư ở dơ nha mọi người một tuần nên tẩy một lần chị bao lâu tẩy một lần tháng. Rồi đó bởi vậy đó thật sự là một tuần em tẩy một lần. Một lần em bữa nay tẩy da chết em alo chị qua chị tẩy cho em. Ê giờ nhà giờ này, giờ này cái gì cô ấy quá hả? Sao? Chị cũng có kênh nút vàng đó. Ừ thì em nào có tập vàng mời em vô đi. Đó, phim á hả nha, tiền đâu trả. Ủa không biết vậy nữa hả? Trời ơi rõ ràng tiền đâu trả. Chị trả chị được không? Chị trả chị được không? Sáng nay bà thả thính dữ vậy bà nội. Ủa em ơi sao nó dính vô rồi? Em nó dính vô lông chị á. Ủa sao nó không xuống vậy? Em lấy cái khăn lau. Nó dính vô lông chị đúng rồi đó. Đúng rồi đó, nó đang cuốn lông ra. Ê mọi người ơi, cái này ngoài có chạy tế bào chết là quắt lông cho mọi người. Đấy chị em tôi ngồi bứt như là bứt lông gà vậy đó. Dính vô lông mà bà ơi. Dính rồi cưng ơi. Ủa lấy khăn lau đi. Đây. Lau xong rồi giờ thử nha, rất là mềm mịn. Trời cái sản phẩm này á em cực khổ lắm mới đem được về Việt Nam đó. Sao vậy? Phải bỏ rất là nhiều tiền để thuyết phục khách hàng ở bên đó, đối tác ở bên đó cho em độc quyền sản phẩm này, phân phối sản phẩm này ở Việt Nam. Trời ơi Trinh không có gì, Trinh chỉ có tiền. Ai cũng làm khó Trinh coi gì vậy. Trời ơi Trinh nói thật đó. Trời ơi dạ ra gì tự chùi em ơi, phải thêm cái khăn nữa quá. Xin thêm cái khăn đi. Xin thêm cái khăn nữa đi em ơi. Ê nó mịn hẳn ha. Mịn lắm. Mịn 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 mịn
À ok ok. Thôi không cho thêm cái khăn nữa đi em cho nó dễ. Rồi bây giờ bước tiếp theo là sữa tắm. Tắm. Tắm luôn hả? Tắm luôn. Đi vô phòng tắm. Hỡi mà không đâu à mà. Sao cái con bé này. Cái này mình sao đâu á. Mình tắm là mình phải đi vô phòng tắm. Ủa chị đổi gu nào vậy không hay luôn á. Đâu có. Thì cũng vậy mà. Ủa thằng trai lắm hả má. Đây sữa tắm. Thiệt á, con bé làm gì cũng thấy cưng dễ sợ. Thơm quá. Thơm ha. Cái sữa tắm này nó rất là ít bọt, nó không có giống như cái sữa tắm khác. Mà lúc đầu em dùng cái này em nhìn như là tưởng là kem dưỡng luôn á. Nhìn tưởng kem dưỡng luôn á. Mềm mịn mà thơm lắm, chị hỏi thử. Thơm. Nhưng mà cái này chị phải chịu khó nha, tại vì nó là 4 bước. Nên là chị phải siêng, phải chịu khó xíu chứ đừng có lười quá nha. Tức là mình phải làm cho đủ 4 bước đúng rồi. Đúng rồi, đủ 4 bước. Là gì là tắm thôi hả? Ừ. Đây là tắm. Rồi. Ủa nhưng mà như vậy rồi ấy nó là sao nữa? Cái này xong, tẩy da chết xong, tắm xong là mình xài kem thôi. Okay. Ê, nó rõ rệt luôn á. Chưa ra ngoài em đánh cái kem. Em làm gì chị cũng được Trinh. Chị sẵn sàng, chị mới chia tay người yêu. Em cũng mới chia tay người yêu đúng không? Ừ, hỏi hoài trời. Ủa sao nó chưa hết bọt nữa? Để máy xuống chân. Trinh. Gì? Em làm điều này với bao nhiêu người rồi? Chưa ai làm vậy với chị hết. Ơ à. Sao vậy? Không chị ơ, đây là tim chị sốt sang á. Ơ à. Chị em đang nghĩ gì Trinh? Tội nghiệp. Ê, từ bữa giờ tôi đang thiếu nha, bà đừng có. Đi vô đây coi. Sao vậy? Hả? Chị đang nói chuyện với em nè Trinh. Tóc kìa, tóc kìa. Thì ghê ghê. Rồi tự lao đi. Trời em này, nãy giờ tôi có làm gì em đâu. Tôi chỉ nói thôi mà. Chừng nào tôi làm gì em mới về. Trắng trợn luôn á Trinh. Rồi xong, thử coi thơm không? Thơm đúng không? Thơm này này. Đây, em xức cái body ban ban đêm. Cái này body ngày. Số 3 là body ban ngày nha chị. À là có. Là cái này là có chất chống nắng. À. Cái này á thì nó lỏng hơn cái body ban đêm xíu, ban đêm thì nó sẽ trắng hơn nhưng mà nó cũng không gây rít da đâu. Nên tức là cái nào mình thấy có cái hình mặt trời là ban ngày. Đúng rồi, đúng rồi. À. Đó nó có để chỉ số chống nắng là 35 này chị. Nên là yên tâm. Thôi ban đêm. Nhưng mà chị thích thấy nó dễ thương quá, mẫu mã trai cũng dễ thương nè. Mà nhiều nữa. Nhiều xài cũng được nhiều. Một tháng hơn á. Một tháng hơn với điều kiện ngày nằm cũng xài lên một tháng đúng rồi. Luôn. Đúng rồi chị. Sao cái này bật hoài không ra vậy? Rồi ra rồi. Ví dụ ngày nào chị cũng muốn xài mà ngày nào chị quên hay chị hay quên. Chị hay quên. Nên chị rất là cần hướng dẫn sử dụng. Tính chị hay quên lắm. Sao mày liếc chị? Ngửa quá, lâu ngày không gặp sao chương trình chị Phùng Lịch Thủ, lâu ngày không gặp lại bà ngửa quá nè. Trời ơi, em không nhớ những buổi chị em đã học tiếng Anh. Đấy là làm sao cái này em thấy con cũng bị hơi lố chứ nha. Sao vậy? Lúc này em thích cũng thấy bị hơi lố hết á. Ê, ví dụ bà, như xài bao lâu chị trắng nha em? Bà này chắc em nghĩ là xài khoảng 3-4 bộ mới trắng nổi. Bậy. Chị là bao lâu cùng? Chị phải kết hợp uống Beauty Plus đi vậy ạ. Vừa trắng bên ngoài mà vừa trắng bên trong nữa. À, trắng đi chị. Trắng. Uống Beauty Plus đi chị. Ơ, Trinh ơi. Là mình trắng từ trong ra ngoài hả? Đúng rồi, Beauty Plus nó là trắng. Chị không tin. Em nè. Đâu, đó là ngoài thôi còn ở trong. Lát cho chị coi. Ý. Lát đó là chìm cho chị coi ở trong ha. Đó. Ủa cái gì vậy Trinh ơi, bỏ hai cái tay lên kìa. Đó mọi người thấy chưa? Rõ ràng quá ha. Ê cái này nếu như mà chị nếu chị, em nghĩ là nếu mà chị quát lông giống như em luôn á. Nó sẽ ok hơn nữa. Tại vì mình muốn trắng á mà mình không phải quát lông đi. Cái này bước cuối cùng chưa? Bước cuối cùng rồi đó, còn này là ban ngày. À. Là ban ngày nhưng mà em sức ban đêm cho chị thử coi. Ồ, cái này là ban ngày, cái này là ban đêm. Nó lên thấy rõ ràng. Bao luôn nha, ngủ tối mới lạnh là không bị khô da đâu nha. Đó, em cho mọi người coi đi kìa. Mọi người ơi, và sau khi bé Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, cô bé đập hộp, cô bé đập hộp, nữ hoàng đập hộp. Đây, nó khác hẳn ha mọi người. Bây giờ anh muốn nhìn nó, muốn nhìn rõ nhất là nhìn đây nè. Đúng không? Nhìn rõ nhất là nhìn đây nè mọi người. Đó, đi. Trời mọi người, có ngày nào mà đẹp trời bước ra Nam Thu trắng Ngọc Trinh cái mắt cười lắm hả? Ai biết được, nhưng mà chị cũng muốn trắng từ trong ra ngoài đó. Như mọi người, nãy giờ là Trinh và Thư đã ngồi thử tất cả các bước cho mọi người xem
Ở này tên là gì quên rồi. SK8. 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 Từ nãy tới giờ Nam Thư và Ngọc Trinh đã thử SK8 đó trên người của Thư thì mọi người rõ ràng ha. Cả hai bước đều rõ ràng, hai mẫu rõ ràng. Chị có mua đâu không chị? Mua chứ, mua. Nhưng mà ví dụ như chị thì xài bao nhiêu bộ? Em nghĩ chắc phải 3 bộ nhưng phải cộng thêm BTS nữa chị ạ. À. Tức là cho nó nhanh hơn. À nhanh hơn. Ừ. Tức mình mua mình có được giảm giá. Được nhỉ? Được nhỉ. Rồi, 10% nha. 10%, 10%. Rồi, 10%. Cảm ơn mọi người đã từ nãy giờ đón xem. Rồi giờ mình đi chứ. Đi đâu? Đi vô coi ở trong. Chưa, trả chưa. Tiền đi má. Trả tiền. Chưa trả tiền. Trả tiền mới được cả coi. Cả lấy hay tiền mặt? Trả. Đúng rồi, trả tiền mới được coi. Đúng rồi. Cái đó là luật. Luật. Đúng rồi. Đưa cái thẻ này. Đưa nguyên cái bóp tiền đó không? Đưa cái thẻ vô. Thẻ hay tiền mặt nè. Thẻ hả? Rồi. Đây đấy. Gì vậy? Thì đưa nè. Đưa nhiều lắm. Ví dụ như là đưa thẻ phải không? Ừ. Chị không có tiền mặt. Đi nha. Cứ gì mà mày. Trời ơi, chị còn có 100 ngàn tiền mặt này Trinh. Này là bo cho em, nãy giờ em làm cho chị đúng không? Ờ, chị có nhiều thẻ lắm. Đây là thẻ nhà chị nè. Chị vậy? Đó. Tự hiểu đi ha. Rảnh tối quá à. Ừ, đây là cái gì đây? Xin cho game membership. À, đây thẻ tính tiền hả? À, thôi cầm thẻ nhà chị đi. Nhà chị là nhà lầu 5, nhà số 9. Má giận ghê á. Thẻ nè. Rồi, em cài cho em. Đó là giảm 10% cho em chị. Em cài vừa vừa thôi chứ đừng phải Chinh mà. 1 tỷ trong khoảng 1 tỷ Chinh có thể cài được nha bé. Nguyên bộ này có 2 triệu mấy à bà nội. Sao vì em tôi mua 20 triệu chẳng sao, em bắt mắt cho tôi 20 triệu tôi cảm thấy bình thường. Hiểu không? Vì có em trong đó, em là vô giá đối với tôi. Đây thẻ nhà chị này nói chứ cầm nửa mệt phải không cầm? Bé này, sao á? Thà thiếu chứ không ẩu nha. Đây, có ai à? Tuyên ngôn của độc thân là thà thiếu chứ không ẩu. Không hiểu. Ủa chị là cao ẩu. Sao mệt quá chị. Xong chưa em? Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn chị hôm nay đến test sản phẩm nha. Ủa là giờ là xong hả? Ờ à, xong rồi đó. Là xong đứng lên là đi về. Là xong mà đứng lên đi về. Mấy đứa đẹp đẹp nó hay ác ác quá à. Hơn hay phụ vậy đó. Rồi cảm ơn bé Trinh. Cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ đã đón coi live stream. Mọi người coi nhớ comment vô. Rồi ai quan tâm sản phẩm thì comment có người trả lời nha. Cảm ơn comment ship tuổi dọc Trinh gái nha. Ok giờ bye bye mọi người nha. Bye mọi người.